Từ câu số 1 đến câu số 5 là bánh tròn từ có phần gạch chân phát âm khác. Câu số 1 mời bạn anh Khoa. Em chọn đáp án nào vì sao? Bật Coi mic nè em. con, Ừ, em chọn bánh đáp án nào? tròn bền quá, À, đáp án B. Đáp án B bền là quy tắc mấy? quy tắc à, Hả? ba À đúng quy rồi, tắc gì, còn lại là quy tắc mấy? một À đúng rồi, tốt. Vậy là đã ghi nhớ được cái phần hôm trước cô đã bổ sung. Lúc đầu là ở cái phần này một số bạn là vẫn quên và cô đã dạy lại rồi. Câu số 2. Mời bạn Nhật Sản. Em chọn đáp án nào? Vì sao? Nhật Sản rồi đó. và em cho anh áo À, đáp án A đọc thế nào? Cái đâu đọc thế nào hay? ví à con À, mẹ đúng rồi, con lại. là Ấm gì? Ví dụ như xế đọc cái nào? miêu À, miêu, dế đọc cái nào? để đọc là mi À, đúng rồi. Vậy bế, xế, dế ta đọc là y dài. Y, xì, miêu và mịt. Chúng ta không phải đọc là mịt. Để mà đọc mịt thì nó nghĩa khác rồi. Đó. Con ở đấy cái đâu ta đọc là e, hat. Rồi. Câu số 3. Mời bạn giá phụ. Em chọn là bạn nào? Phụ nữa đó. Phụ. Một rồi. Mời bạn hoài thương. Em chọn là bạn nào? Câu số 3. Một đã bật mic lên. à, tôi có câu số 3 em cho anh đáp án dễ. À đúng rồi, đáp án dế quy tắc mấy? Quy tắc mấy của EDS nè. Rồi đáp án A, B, C là quy tắc mấy? Ơ, quên quy tắc đó thương. Em tôi có là quy tắc 3 Là A, B, C hay là dế? là dễ. Đúng rồi, còn lại là quy tắc mấy? Con là quy tắc không? Thành công là tơ cá, tơ tẻ, tơ ẻ là quy tắc mấy? À, quy tắc 1. À, quy tắc 1 thuộc cái luôn nhá. Quy tắc 1 là có 9 đuôi, quy tắc 2 có 8 đuôi và còn lại là quy tắc 3 đối với ETS. Còn đối với ED thì quy tắc 1 có 11 đuôi, quy tắc 2 có 4 đuôi, quy tắc 3 còn lại. Và cụ thể từng trường hợp như nào thì cô đã phân tích rồi. Câu số 4. Câu số 4. Mời bạn Huyên Trác. Em cho đáp bạn nào vì sao? Câu số 4 này em chọn đáp án C. Đúng rồi. Về xế chữ xế hạt ta phát âm cả từ đó phát âm thế nào? Machine. Machine. Câu A đọc nào? Score. Câu dế đọc nào? Character. À, character. Vậy là A, B, D. Chữ C hạ ta phiên âm thanh k, k. Còn C chữ C hạ ta phiên âm thanh sh. Và cái từ chữ C hạ này này, trong kỳ thi chuyển cấp là một, trong kỳ thi tốt nghiệp cấp 3 là hai, rất hay xuất hiện. Kể cả chữ T hạ nữa, rất hay xuất hiện trong đề thi. Nên là ta phải chú ý. Khi thấy C hạ xuất hiện thì nó có 3 cách phát âm cơ bản. Cách phát âm xuất hiện nhiều nhất, cả cái từ xuất hiện nhiều nhất đó là ch. Phát âm nào thành ch. Rồi phát hiện phát âm nhiều thứ hai đó là cơ, ví dụ school, rồi architect, character và nhiều thứ ba đó là sh, machine. Đấy, machine thì chữ sh thì nó ít hơn. Câu số 5. Câu số 5 mời bạn Quynh chấm. Em cho nào bạn nào? Dạ em được câu số này em cho nó câu ạ. Em câu ạ em biết đọc, em loại trừ. Câu B em đọc là prefer. C là better. D là ago. À rồi. Có bạn nào có ý kiến khác phản biện cái câu này của bạn thì giơ tay lên. Cái cách lập luận của viên nào thì có vẻ cũng có lý đó. Nhưng mà thử xem từ câu này như thế nào có ai phản biện không? Mời bạn Văn Quyết. Em có tròn rộng đáp án bạn không?
Từ cổ là em cho anh đáp án sẽ có. À, nó sẽ vì sao? Bởi vì là những cái từ gạch chân đó thì nó không phải là trong ấm, mà con câu sấy nó là trong ấm. À, trong ống rơi vào ống tiệm đó luôn á. Dạ. Rồi, có ai kiện phản biên tiệm nước. Quyết thi công đềm nhớ đến cái vấn đề cố tình dạy. Thử xem có ai có ý kiến khác nữa. Huyên á. Em đã có lên cho anh bảy. Vì sao? Vậy là cô à, cô sẽ cô rể là ấm ơ ngạn, con bé là ơ sai. Đúng rồi. Đưa vào đấu mà em biết ơ ngặt ơ dai. Đọc rồi. Dựa vào cách đọc. Rồi. Đọc nghe ơ ớ cả đấy. Nhưng Như mà quyệt bài nó dai hẳn. à, rồi như quyệt lúc này nói ấy, đó là khi khi đọc ớ nè, cố đã từng dạy các bạn cái cách nhận diện rồi. Khi đọc ra ớ, nếu mà ta không nghi về quy luật luật trọng ấm thì nhiều lúc ta không phân biệt được ở đâu sẽ là từ khác. Cứ nghe ấm nào phát ấm ra ớ mà trọng ấm rơi vào nó thì đó chính là ở dài. Còn khi nghe ta đọc ấm nào nghe ớ mà trọng ấm không rơi vào nó thì là ở ngắn. Tuy nhiên Huyên nói lập luận theo cái cách của Huyên là đúng, ở đó phát ấm là dài hơn, phát ấm dài hơn thì đó là ở dài, còn ngừa là phát ấm ngắn. Nhưng mà tái dựa vào quy luật trọng ấm nữa, ví dụ như đây, ở fat thì ấm thứ hai chính là trọng ấm đó, nên ở đây sẽ là ở ngắn. Rồi là butter, butter thứ năm sáu mà ở đó trọng ấm rơi ấm thứ hai được quyết. Ta đọc rất bình thường, butter, butter. Nghe âm bát rất là rõ cơ mà, nên bát là trọng âm rơi vào nó, nên ở này là ở ngắn. Rồi tiếp theo ta đọc là ở gâu, về gâu là trọng âm rồi thì ở là ở ngắn. Còn ở đây ta đọc là prefer, prefer, huyền ngang, nên trọng âm nó rơi vào âm tiết thứ hai. Vậy cái ở đây đọc dài hơn và trọng âm rơi vào nó thì đấy chính là ở dài. À. Vậy ba cái cách lập luận là đều hay cả, mặc dù là chỉ có một cái chân lý. Cách lập luận thứ nhất của Quỳnh Trâm thì không biết cách đọc từ này, nhưng ba từ còn lại nghe có vẻ ớ cả, nên là bạn cho đáp án A khác. Tuy nhiên bạn lại quên mất quy luật trọng ấm. À. Của Quyết thì lại nhớ đến là ớ có trọng ấm với là ớ có trọng ấm và ớ không có trọng ấm. Tuy nhiên lại sai mất cái phân ảnh trọng ấm, là cùng nhớ đến lời cô dạy. Và đến Huyên thì đã làm ra được đáp án đúng. Cái câu số 5 là câu hay đúng không? Thử học sinh giỏi thử thử lớp A1 để ta thử xem có bao nhiêu bạn làm đúng được cái câu số 5. Có tạm bàn sái Thủy Thướng Quyệt à, Uyên Tráng Phương Uyên Hà Vĩ bàn tên gì đây rồi Quang Đăng Lị Bình lại chưa làm câu này, làm nào hay để cho sọt Bình. Khi nộp bài hình người nói đang sọt một câu hoặc chưa đủ hoàn có nộp không mới bị sọt ra sọt lại. Câu số 7 và số 8 à, câu số 6 số 7 là tìm vị trí trong âm khảo. À, mời bạn Hoài câu số 6 em cho đáp án nào khác. Hai một Em rồi. tôi có là em cho anh ta bắt bể ạ. Rồi, vậy đáp án B trong ấm rồi em thích mấy? Em tôi có đáp án bể rồi vào trong ấm ấm tiếp Rồi con lại, nếu muốn tìm được đó thì tìm lại A, C, D thì ấm thích mấy? em tôi có đáp án bể rồi vào ấm tiếp thứ hai ạ. Con Rồi. lại là ấm tiếp thứ nhất. Rồi, em dựa vào cái cách nào để mà tìm ra như vậy? Dựa vào cái cách nào? Cách đọc của À, như vậy, đọc, rồi. Ở đấy đối với cái câu B này em này, ta đang có một cái quy luật để mình đọc được cả vọng quy luật. Từ có kết thúc bằng cái tập hợp ấm é é này, rồi là é é é này, rồi là ó ó, rồi là ó. Từ mà có kết thúc như vậy, thường trọng ấm sẽ rơi vào nó. Ví dụ như từ afternoon, afternoon thì có tấn công ngó trọng ấm rơi vào nun luôn, vào âm cuối luôn. À. Rồi ví dụ như là Vietnamese, Vietnamese
Thì đấy có tần công nghệ đấy, trong ấm rơi vào miss, vào ấm cuối đó luôn. Đấy. À, rồi ví dụ như là engineer, engineer. À, thì trong ấm rơi vào ấm cuối đó luôn. Nhớ cái luật này thì nó giúp cho chúng ta ở khi mà chúng ta là cái phương pháp đọc chưa chuẩn, đúng không? Thì ta dựa vào cái luật ta nhìn cái nó ra. Còn lại có ấm ích từ mà cứ có ấm đây này. Có đuôi ích là một, đuôi sinh là hai, đuôi dân là ba. Lên lớp 9 chúng ta học cái này lại trở lại rất là kỳ các bạn nhé. Bởi vì ôn thi lớp 10 là có mà. Rồi ý án là bốn. Rồi là lo gì là năm. Rồi graphic, graphic là sáu. Cứ thấy từ có đuôi như thế này thì trong ấm rơi vào ấm tiếp trước nó. Trong ấm rơi vào âm tiết trước nó. À. Trong ấm rơi vào ấm tiết trước. Đó. Vậy ở đây ta thấy có ích. Từ này hai âm tiết chứ ba âm tiết, bốn âm tiết. Vậy thấy có ích. Khi trong ấm rơi vào trước nó là tre. Không cần đọc nữa. Đó. Còn từ mà có hai âm tiết, ta nhớ cho có nhá, từ có hai âm tiết có tần công là ý. Nếu ta đọc ý cũng thành ý thì trọng âm rơi vào âm tiết trước, còn nếu ta đọc ý thành ái thì nó rơi vào âm tiết hai. Cố lại ví dụ nhé, từ này ta đọc là reply, reply. Vậy trọng âm thì rơi vào âm tiết hai. Nhưng mà đây là nói gì, nó đọc thành ý thì trọng âm rơi vào âm tiết một. Còn student thì trọng âm nó rơi vào still. Vậy đáp án là B. Đó. Câu số 7, câu số 7. Mời bạn cáo trạng, em cho đáp án nào khác. Câu trạng 10. Câu là câu số 7 là cho Trâm ăn ả. Rồi, vậy em dựa vào cái cách nào để làm? Câu là em đưa vào cách đọc. À, dựa vào cách đọc. Vậy âm tiết ở câu á là âm tiết mấy? Câu là ở câu ả là âm tiết 1. À, âm tiết một. Con lại. Câu là con lại là âm tiết 2 ạ. À, đúng rồi. Ở đây em có thấy có từ nào có quy luật không? Ngoài đọc ra. Có mấy từ có quy luật? Gọi là chỗ từ từ số 1 là có quy luật. À, có chân đúng không? Có chân này. Thì trong ấm rơi vào ấm thì trừ, tức là một. Rồi từ nào nữa? Cô bé có vừa nói xong rồi đấy. Có tân công nghệ. Trong ấm rơi vào ấm thì thái, đúng không? Ấm thì trừ nọ. Rồi ấm thì thái. Rồi bây giờ thêm này, đấy là một 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 luật, một cái quy luật này, đấy một quy luật này. Bây giờ dựa vào câu C ta có thêm một cái quy luật nữa này. Đó là ấm tiết có kết thúc, ấm tiết có kết thúc từ hái phù ấm trở lên. Thì trong ấm rơi vào chỉnh nó. Chỉnh nó, chỉnh cái ấm tiết đó. Vậy ta thấy này có attend, attend, có ten nha, có ten này, ấm tiết hai này, ta quan sát vào ấm tiết hai thì ấm tiết hai này kết thúc bằng n và giờ, và n và giờ này là hái phù ấm, vậy trong ấm sẽ rơi vào ấm tiết thứ hai đó. Rồi vào ấm tiết thứ ba ta cũng có câu 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 dế, ta cũng có một quy luật này này. Nếu ta mà gọi là bất lời về cách đọc ấy, đọc ta không nhận diện ra được, có cái đọc của ta không có cái vân điều được, thì ta chú ý nhớ chưa cố những cái luật quan trọng đó. Ở câu dế thì chúng ta có cái luật như này, ấm tiết có chữ nguyên âm đối, nguyên âm đối, mở ngoặc trừ loại trừ, cái từ này không có kỹ hiểu ở đây, loại trừ ghi âu
Ồ, vì u đấy. Ồ. Nguyên âm đối trong tiếng Anh có tạm nguyên âm đối. Có ói này, ái này, ía này, e. Rồi là oi, rồi là au, rồi là ua, rồi là âu. Đấy. Có tạm nguyên âm đối nhưng mà loài trừ ấu. Từ ấm thì mà có chỗ chữ nguyên âm đối. Thì trong ấm. Trong ấm thương rơi vào nó. Thương rơi vào nó. Đây. Vậy ta nắm được 1, 2, 3, 4. Thì cơ bản ta đã giải quyết được nhiều bài trong ấm rồi. Vậy đấy, ví dụ câu thứ hai ta đọc này. Enjoy, enjoy. Vậy ở ấm thì thứ hai ta cảm nhận có nguyên âm đối là oi, oi, oi. Vậy trọng âm rơi vào nó. Nó cơ đấy còn đấy, nói gì là có nguyên âm đối, đúng không? Rồi nhiều. Ví dụ mountain, ta có áo, áo. Nguyên âm đối là áo. Đây. Còn effect này thì có tấn công hai phụ âm cơ tơ trong âm rơi vào nó. Rồi có một cái quy luật nữa, ví dụ cái từ prefer, prefer với là butter rồi ở go cùng nghe ơ ớ cả, nhưng tại sao khi đáp án bế thì trong âm rơi vào nó, thì ta lại nhớ như em có một cái quy luật tiếp đó là những âm tiếp có chữ nguyên âm đơn ngắn, nguyên âm đơn ngắn trong âm thường rơi vào nó. À sorry, đơn dài, sorry, đơn dài, không phải đơn ngắn nhé. Trong âm, nguyên âm đơn dài. Thì trong âm thường rơi vào nó. À, ý ở đấy, prefer, prefer. Vậy ta có ơ, là ơ dài, trong âm rơi vào nó, đúng không? Rồi, ví dụ như là, ví dụ như là, t-shirt. À sorry, season, season, season. Thì này ta phiên âm thành y dài thì trọng âm rơi vào season. Rồi là between, between, between thì ta lại gọi đấy là y dài, đó. Rồi là birthday, birthday, birthday. Đấy có ơ dài trọng âm rơi vào nó. Đó. Rồi là cartoon, cartoon, cartoon. Ở đấy có u dài trong âm rơi vào nó. Đó. Quá bài này có giới thiệu cho các bạn nắm luật trong âm với một mèo trong âm. Mèo trong âm thì là mèo đọc, đúng không? Thanh ngán, thanh huyên. Phải nói thì ta đã quen dần rồi. Cái này có chụp lấy trên nhỏ, ai chưa ghi xong thì à, giờ ghi xong thì chúng ta ghi gọi là một chỗ luật trong ấm, một chỗ luật trong ấm gọi là quy quy tắc một. Tắc hai. Rồi. Không có Quy tắc 3. Quy tắc. Quy tắc 4. không có mua là vì xe tôi về Tôm không không? không có thì sẽ không Quy tắc 5. Có tách cái này ra luôn, có tách cái này ra luôn. À, chụp lên nhiều. Đề thì không khó đúng không bạn? Nhưng mà quá đề quan trọng nhất là ta tìm được những cái chuyên đề ngữ pháp. Rồi ta sang câu số 8. Câu số 8. Câu này dễ rồi. Mời bạn Phương Nguyễn. Em cho nào bạn nào vì sao?
Đố đi có làm ai sai thì tôi Giờ quên mình chọn đáp án C. mất. Rồi câu này thi nào em? Giờ thi hình tỷ đỉnh. Rồi người ta sao xế được em? Cho à, dễ có ạ. À, đúng rồi, dễ đúng không? Vì ái là thuộc nhóm mẹt mây. Dạ, S1. F1. S1 thì đồng tư phải như nào? Đồng tư Nguyễn Đấy. Thị. À, đúng rồi. Khi chúng ta thấy yếu dư lý nhận biệt thiên đề đớn thì ta có quyền loài á về bế. Nhúng mất xế về dế thì ta chừng lại 1 tỷ. Ở hiện tại đớn thì đồng tư nguyên thể hoặc thế mẹ đẹp ta phải phụ thuộc qua chủ ngữ, ta xem thử đó nó thuộc nhóm S1 hay nhóm S2. Nếu nhóm S1 thì đồng tư nguyên thể. Câu số 9. Câu số 9 mời bạn Huy Dương. Em cho nào bạn nào. Câu số 9. You should look right and left when you go the road along across down up. Rồi, em dựa vào từ nào để cho đáp án B? Rồi, cross là chi? Phải quên khoén rồi chứ không biết đúng không? Mày này học trong sách giáo khoa rồi. Thế nên phải nhớ này. Để điền được từ across thì ta phải chú ý chữ go và từ the road. À, từ go và từ the road. The road là đường. Đi quá đường. Đi quá cái gì đó, ngang quá cái gì đó ta dùng across. Còn đi xuyên quá cái gì đó thì ta dùng cái từ through. Ví dụ như là anh ấy chui qua cửa sổ thì ta dùng từ through này này là xuyên quá. Còn ngang quá thì ta dùng across. Còn go down with thì lời nghĩa của nó là bắt bềnh. Go along là đi dọc. Còn go up là phát triển. Gấu mà một cái động từ gốc mà nối với cả cái giới từ ở đằng sau thì nó tạo thành cụm động từ, và cái cụm động từ này mỗi giới từ khác nhau nó sẽ sản sinh ra nghĩa khác nhau. Cái này lên lớp 9 chúng ta lại tiếp tục được học ôn thi để thì để giải quyết cái đề thi trong cái thi chuyển cấp là có cái này xuất hiện gọi là cụm động từ. Câu số 10. Câu số 10 mời bạn Lý Bình, em cho nó nào. Cũng cố là câu số 10 em chọn là C của À, composer nghĩa là gì? nó sợ nghĩa là Là gì nữa? Composer là gì? Nó thấy có từ Mozart ấy. soạn nhạc của ạ. À đúng rồi, nhà soạn nhạc. Vậy để làm được cái này ta dựa vào cái từ này là một, từ này là hai thì nó ra đấy thôi. Một giá là một trong những cái nhà soạn nhạc cổ điển nổi tiếng. Rồi, câu số 11. Câu số 11. Mời bạn nào cuộc lớp. Chào thưa cô, là chào tròn câu C. À, Biết câu C. có Có chín ạ. Thi nào nào? Every morning thì hiện tại đơn. Rồi. Tại sao không phải là động từ nguyên thể? Vì chủ ngữ của là số ít. Thuộc nhóm S2, đúng không? Đến động từ phải chia. Đúng rồi. Câu số 12. Câu số 12. Mời bạn Quỳnh Chi. Cho là bạn nào em? Một rồi. Quỳnh Chi nói được à? Mời bạn Phương Dung, em cho nào bạn. Cô cho nó ăn dễ quá. Tại sao vậy? Vì mấy là tháng 5 mà cô ấy sinh tháng 5 mà tháng là chị về ý. À đúng rồi, ở khối 7 chúng ta có học giới tư chỉ thời gian và địa điểm. Đặc biệt ta chú ý ba cái giới tư in, on, us. Đối với in thì có 7 cái ý chúng ta cần ghi nhớ. Một là in cộng buổi trong ngày, in the morning, in the afternoon, in the evening. Thứ hai, in cộng với tháng trong năm, chắc tháng đấy nhá. In May, in June, in July, vân vân. Thứ ba là in cộng với năm, ví dụ in 2024. Thứ tư là in cộng với mùa, in the spring, in the summer, in the autumn, in the winter. Thứ năm là in cộng với thập kỷ. Thập kỷ là 10 năm, năm chẵn đấy. Thì thập kỷ là thường thường là sẽ có bắt đầu bằng dớ, sau đó sẽ có nắm chặt, nó có ẹt cuối cùng, thì cái này ta gọi là thập kỷ. Ví dụ in the 19,
80s. Rồi in cộng với thế kỷ, ví dụ thế kỷ 21 thì sẽ là in 21st. 21st. Century. In cộng với thế kỷ, in cộng 7 điều, cộng 7 thì chúng ta cần nhớ về in khi nói về in. Khi nói về on thì ta nhớ là đầu tiên là on cộng với thứ trong tuần, từ thứ hai đến chủ nhật ta luôn luôn dùng on. On Monday, on Tuesday, on Thursday, vân vân. Thứ hai nữa là buổi của thứ. Lúc này buổi trong ngày thì ta dùng là in the morning. Nhưng mà buổi sáng thứ hai thì ta lại không dùng in nữa mà lại phải dùng on. On Monday morning, buổi của thứ. Thứ ba là ngày của tháng. Ngày của tháng hoặc ngày tháng. Ví dụ ngày 19 tháng 5 chẳng hạn thì là on May 19 hoặc là on the 19th of May. Thứ tư nữa là những cái dịp lễ hay là bất kỳ cái từ nào mà có kết thúc bằng từ day là ta luôn dùng từ on. Ví dụ on birthday, on holiday, on Christmas day, on Tết holiday, vân vân. Cứ có kết thúc bằng day ta dùng on. Và vào cuối tuần ta cũng dùng on the weekend, on the weekend vào cuối tuần. Giới từ thứ ba là giới từ ất. Thì ta nhớ ất đầu tiên là nó sẽ cộng với giờ. Lúc mấy giờ đó. Đây, ất. Thứ hai, ất cộng các buổi trong ngày, gồm có buổi trưa, ất noon. Ất noon là buổi trưa. Rồi là ất night là ban đêm. Ất midnight là ất midnight là nửa đêm, vào lúc nửa đêm. Thì những cái này ta dùng là ất. Thứ ba là ất cộng với các cái dịp lễ, và nhớ là dịp lễ đó không được kết thúc bằng đấy. Như ất Tết, ất Easter, ất Christmas, rồi là vân vân. Cứ có dịp lễ không có kết thúc bằng đấy thì ta dùng ất. Và vào ngày cuối tuần là ta cũng dùng ất, ất weekend. Nếu dùng cuối tuần mà có giờ đứng trước thì ta dùng on the weekend. Còn nếu không có giờ đứng trước ta dùng là at weekend. Đó. Thì khi nói về giới tư chỉ thời gian thì ta nhớ những cái ý cơ bản như vậy. Câu số 13. Mời bạn Bảo Lâm. Em cho là bạn nào. Chờ em cho nó không Đó chị em. bé có dễ dễ có dễ Bế không có em? dễ có em nhắn À đâu dễ vi sao? Ờ vi sao? thì cô là mình dễ là nói về tính chất của đồ của sự vật thì Thứ nó nhất phải dựa vào từ nào, phải dựa vào từ nào rồi là thể tìm ra loài từ ở đấy là loài từ gì, dựa vào cô từ nào để điền. vào từ phải Đúng rồi, dựa vào từ find. Sáu từ phải cộng với cái gì? phòng bi giữa phím Rồi, sáu đầu cộng. tịnh tư Cộng với cái gì? tịnh tư À, tịnh tư. Vậy đến đấy, ta sẽ, khi nói đến tịnh tư thì ta loại được A với B. A, B chắc chắn là không phải tịnh tư rồi. Rửa C với D, tại sao em chọn D chứ không phải là thì chọn C? có là vì sẽ excited đuổi tính tư đuổi đấy là sử dụng cho cảm xúc của con người, con giấy là dùng tốt cho tính chất của đồ vật. Rồi, rửa bây giờ nhá, cô cắt trước đấy hết. Cô chỉ lấy một cái ví dụ thế này. Em chọn cho cô đáp án nào. Rưỡi vần đã những cái đó. Em chọn cho cô đáp án nào. Dạy của À, vần nó đã vẫn dễ. Vì sao? cô nó phi đấy là bàn bàn của tôi, bàn của tôi là chỉ bàn của tôi chứ không phải là chỉ cảm xúc của bàn tôi này. À đúng rồi, nói về tính chất của bàn tối đúng không? Rồi, đã hiểu, đã tốt. Khi gặp cấu trúc này thì chúng ta phải hiểu sâu sắc về nó, nếu không sẽ bị nhầm. Cái điều đầu tiên.
Cái điều đầu tiên là ta phải nhớ này, chủ ngữ cộng với phần, chủ ngữ cộng với phần, sau nó sẽ cộng với tân ngữ. Tân ngữ này có thể là something hoặc someone. Something là một cái gì đó. Someone là một ai đó luôn với tính từ. Đoạn này họ rất hãy thử các bạn cộng ngay với tính từ. Tính từ ở trên này mà không có đuôi ý đi với đuôi ính á, mà cả cái đuôi khác thì nó dề rồi. Ví dụ phú, rồi là thi vé, rồi là o, u, thì nó dề rồi. Nhưng khi xuất hiện tính từ có đuôi ý đi với đuôi ính thì ta hãy tỉnh táo. Nếu tính từ đuôi ý đi bình thường là nó miêu tả cảm, cái biểu cảm của con người. Còn đuôi ính là miêu tả tính chất của vật. Cô đã từng dạy cho các bạn ở trong bài 7 rồi. Tính chất của vật. Nhưng mà ở đấy phải ra phím thì ta rất dễ nhận nhang là vật đấy rồi. Thì ta nói vật thì không thể nói được cảm xúc được, mà phải là tính chất. Nên ta điên exact tính rất là dễ. Nhưng cái này cô chó ở đoạn nữa là my best friend, thì rất nhiều bạn sẽ nhầm với là excited vì nghĩ đó là người. Ở đấy my best friend nhưng mà không phải my best friend thể hiện, không phải cái tấn ở đây thể hiện được, mà chính cái chủ thể đầu tiên này, cái ánh này này, nhìn thấy này, ánh này như thế nào. Vậy một cái khách quan nhìn thấy một cái khách thể, một cái chủ thể nào đó như thế nào thì đó phải là nếu tính chất của chủ thể đó, mặc dù chủ thể đó có thể người hay vật thì mặc kệ. Thì nhớ đấy là tính từ ngay đằng sau tấn ngữ này phải là tính từ miêu tả tính chất, chứ không bao giờ là tính từ miêu tả biểu cảm. Nên câu 13 này rất là hay này, và cũng sẽ thử ở mức độ là học sinh giỏi. Cô xem thử ở câu 13 này có mấy bạn sai, à, cũng chỉ có một bạn sai. Nhưng một bạn sai là bởi vì may mắn ở đấy là cô cho giờ phim, chứ nếu mà lúc này cô thay đổi, biết rửa cô thay đổi một tí cho con người vào đấy thì một số bạn kể cả giỏi cũng có thể nhầm, cũng thể bị nhầm ấy. Câu số 14. Câu số 14. Mời bạn Khánh Chi. Em chọn là bạn nào? My sister's hobby is outdoor activity. Yeah, teacher, em cho anh đáp án hả? Rồi, vì sao? Rồi câu hỏi này. Ý doing. Ý này còn doing ở đấy. Có phải là thi hiện tại tiếp diễn không? Có phải thi hiện tại tiếp diễn không? Dạ không. À không, để em dịch, em nghĩ thế nào? Tại sao điên đuôi như đấy? Mà Tại cái điên vì đuôi. đấy là sở thích À, nói về sở thích. Ta chỉ giải thích được như vậy thôi, nhưng mà bây giờ có giải thích cái bản chất ở đấy này. Ta có cái động tư thế mình. Bình thường, cái thi hiện tại tiếp diễn thì luôn luôn là có động tư thế mình. Nhưng ngoài ra động tư thế mình còn có một cái chức năng khác trong câu nữa các bạn ạ. Khi động tư thế mình á, mà nó bằng chức năng của một danh từ. Danh từ này là danh từ không đếm được. Khi động từ mà có chức năng của một danh từ thì động từ thế mình đó sẽ có ba chức năng sau. Chức năng thứ nhất của nó là làm chủ ngữ, chức năng thứ hai của nó là làm tấn ngữ, và chức năng thứ ba của nó là làm bổ ngữ. Bây giờ cô sẽ lấy cái ngay cái cụm động từ thế mình đó là doing outdoor activity. Cô lấy luôn cụm này. Vậy bây giờ cụm này mặc cái cụm này nó là bắt đầu bằng động từ thế mình. Cô cho nó bằng với danh từ và cô đặt nó trong bảng. À, ví dụ một ví dụ nó làm chủ ngữ, một ví dụ nó làm tân bổ ngữ. Ví dụ một, hoạt động thực hiện, cái việc thực hiện hoạt động ngoài trời thì rất bổ ích. Doing outdoor activity helpful. Helpful thì rất bổ ích. Vậy trước helpful này ta điền loại từ gì cả lực? Điền loại từ gì? Loại từ gì? Trước hết phụ ta liên loại từ gì? Hả? Trước hết phụ này ta phải liên loại từ gì? Đây là chủ ngữ đây này. Tôi À, phải là to be. Rửa ở đấy, theo các bạn to be ở đấy sẽ là từ gì? Dạng gì?
em hay y hay a ai biết mới bạn bảo anh tôi quý ở đây ta sẽ điền em hay y hay a không lại được à mới bạn bắn quyết Cô là ở đây ta dùng is, vì sao vậy? bởi vì là đây là một cụm danh từ, danh động từ Mới đánh động từ thì như nào? thì luôn luôn ở số ít. Bằng với danh từ không điểm được. Cô đã kể luôn ở trên đi rồi đấy. Danh động từ là bằng với danh từ không điểm được. Mặc dù đằng cuối nó có cái dạng số nhiều kế, mà quyết cái từ quyết định là từ ở từ doing đấy các bạn này. Nên nhiều bạn chia ở câu này á, mà họ bảo điên tu bí là rất nhiều bạn mắc ở cái chỗ này. Thầy tu bí là ý em á được Google chờ activity số nhiều rồi đơn giản ta điên á vào đấy. Nhưng mà sai. Cái từ quyết định là từ đối ứng chứ không phải từ activity. Và cái cụm này bằng người đánh được không để được nên là số ít. Thực hiện hoạt động ngoài chơi thì rất bổ ích. Đó là ví dụ tránh đầu tư làm chức năng chủ ngữ nữa. Ví dụ thứ hai. We like hoặc là we enjoy doing outdoor activity. We enjoy doing outdoor activity. Vậy trường hợp thứ hai này, quý là chủ ngữ, enjoy là động từ. Và đặc điểm của enjoy là theo sau nó luôn luôn là một động từ thế mình. Ok, theo sau nó luôn luôn là một động từ thế mình. Tuấn kia à, bây giờ là em đừng có ngồi, đừng có nghe trực tiếp ở đấy nữa mà em thoát ra cho cô vào chỗ đường link của bài thi, giải đề thi cho cô. Chứ bây giờ mà nghe cô giảng bài ở đấy thì làm bài thi cũng được, không hay lắm đâu. Rồi còn sau khi làm bài thi xong nộp cho cô xong thì khi đó mới vào nghe cô giảng hoặc là xem lại với Hoàng Phúc nữa. Mấy bạn mới về chúng ta ra khỏi phòng đi. Thoát ra khỏi phòng cho cô. Ra làm bài thi. Để mà lấy điểm. Mấy bạn của tao sớm là chúng ta thoát ra khỏi phòng. Và ấn vào đường link làm bài thi trong vòng 50 phút nộp cho cô. Rồi sau đó ta về xem lại cái video được. Chứ bây giờ mà ngồi xem thế này thì chúng ta giải đề nó lại không không ấy được. Và chứ là những bạn nào mà Kiệt, khi nào chưa giải thì cũng ra luôn em. Vậy trường hợp này ta thấy có enjoy xuất hiện thì cháu nó luôn luôn còn động từ thế mình. Và động từ thế mình nó chính là danh động từ động chức năng tân ngữ các bạn ạ. Ngoài từ enjoy ra còn có một số động từ yêu ghét khác như động từ fancy, rồi động từ dislike, rồi động từ love, động từ like. Nó động từ adore thì sau nó luôn là động từ thế mình. Và cái thứ ba là đây. My sister hobby is outdoor activity. Sở thích của chị tôi thì đấy là chủ ngữ đấy. Đó, là cái gì đó là việc thực hiện cái hoạt động ngoài trời. Vậy sáu tu bí la này này mà có một cụm danh từ hoặc cụm động từ thế mình này, người ta gọi đấy là bổ ngữ. Bổ ngữ đựng sáu tu bí để bổ nghĩa cho chủ ngữ và dịch sáu nó là cái gì này nó bổ nghĩa cho chủ ngữ này, nhớ nhá. Vậy nếu khi làm bổ ngữ thì sẽ là chủ ngữ này, còn bí này, còn cái danh từ làm bổ ngữ. Vậy động từ thế mình có ba chức năng như thế. Thì lên lớp 9 chúng ta cũng tiếp tục trở lại với dạng động từ, chức năng của cái động từ trong câu. Thì lớp 9 chúng ta sẽ được ôn kỹ hơn. Cuối lớp 8 chúng ta ôn kỹ hơn. Câu số 15. Câu số 15. Mời bạn Hoàng Huệ. Em chọn đến chọn đâu? Từ nào? Có mình làm em cho anh giấy không ạ? Vậy vậy em giải thích cái nào. Dạ, hay là em nhớ là cái tơ mà hình đưa rõ em là gì Thì đó rồi thì liên quan đến gì nữa, nữa đến quá. nước đúng không? Đến nước, cái này ta đã học trong hóa học rồi. Khi mà năng lượng đến từ water, đến từ nước thì ta gọi gọi nó là hydro. Hydro energy là năng lượng nước, đúng không? Rồi nên đáp án D.
Rồi tiếp theo câu câu 16 thì đề rồi đúng không? Để đồng từ yêu ghét khi này cô nói này, để enjoy này. Ngoài enjoy ra thì đừng có là từ hit. Sáu đồng từ yêu ghét luôn là đồng từ thế mình. Vậy ở đấy sẽ là đáp án A. Ý tính. Và cả cái ý tính nút đô đó nó làm chức năng là tấn ngữ trong cái câu đó. Thì cô đã giải ở cái bài trước có rồi. Câu số 17 có bạn nói cô ấy có phải là sai đề không? Thì bây giờ câu 17 ai làm được? Mời giơ tay lên. Ai làm được câu 17? Mời giơ tay lên. Có 3 bạn à? Có 2 bạn à? Rồi, mời bạn Bảo Anh. Chào thầy cô là chọn tròn đáp án C. Rồi, vì sao này đáp án C? Bởi vì là Cái vị trí thứ nhất đây này, cái vị trí thứ nhất này ta phải điền loại từ gì? chào thầy cô là vị trí thứ nhất ta phải tên là tính tư sợ Tính từ sở thì vụ đúng không? Còn vị trí thứ hai này ta điền loại từ gì? nên đại tư sở hữu. À, đài tư sở hữu. Vì đài tư sở hữu thì nó luôn đứng độc lập, còn tính từ sở hữu thì luôn luôn đứng trước một danh từ. Vậy nhìn vào cái cặp thứ nhất này ta đã chọn được chưa em? Như chưa? Vì cái thứ hai này không phải là đài tư sở hữu đúng không? Dạ. Rồi, nhìn vào cái cặp thứ hai này ta chọn được chưa? Chưa. Khi Vì cái thứ nhật là không phải là tính từ sự. không phải là tính từ sở hữu. Rồi. Rồi ở câu dế. Được chưa? Cô chưa vì cái cơ và cái thứ hai đều không À, không phải đạt yêu cầu đúng không? Vậy còn lại là đáp án nào nữa? sẽ. À, đáp án C. Đó nữa. Khi ta hiểu bản chất của tư đó thì ta loại trừ luôn dế thôi. Đấy là tính từ sở hữu, đấy là đài từ sở hữu. Chỉ có hai cái, chỉ có cái đáp án C thì mới đáp ứng được cái yêu cầu trên. Xin lỗi, đấy là cái túi của bạn phải không ăn à? Không, nó không phải của tôi. À, đáp án C. Câu số 18. Câu số 18 cũng khá dễ rồi hả? Câu số 18. Mời bạn Hiếu Thủy. Em cho đáp án nào. Ừ, thưa cô, con tạo em cho là À, đáp án dưa vào đấu để cho nó. chưa bao hôm cái thứ út chiều lại. À, cứ bất kỳ khi nào có would you like hoặc là the like thì khi đó sau đó là động từ nguyên thể có to. Đúng rồi. Câu số 19. Câu số 19. Mời bạn Kiện Văn. Em cho đáp án nào. Em tục cần cho em đáp án C. Rồi, em đáp án C là thi nào đây em? Nó coi là hiện nay tiếp diễn. Rồi, em dựa vào đâu để chọn đấy là hiện tại tiếp diễn? Em dịch câu đi câu đi đã thôi. À. Còn đây người là làm mở một cái khổng lăn khổng gây ra nhiều quá nhiều thứ ngon để bởi vì em bé đang ngủ đúng không? À, đúng rồi. Cái câu này thì hiện tại diễn tiếp diễn dùng để diễn tả một hành động đáng xảy ra tại thời điểm nói. Mà riêng cái câu này đã nhận biết của tại tại thời điểm nói rồi. Ái đó đang nói đây rồi. Làm ơn đừng ngô mà làm ơn. Cái đứa trẻ thì đang ngủ ở trong phòng. Vậy đấy là thời điểm nói. Và đấy là hành động đang xảy ra. Nên ta phải dùng thì hiện tại để diễn. À. Câu số 20. Câu số 20. Mời bạn Quỳnh Chi. Em cho nào bạn Em có con toàn đáp án thái quá. nào. À, bạn nói vì sao? Vì Cậu đi là cậu chí. cũng không đi. À, cậu phụ Cậu chí phủ đình. Nhiều cậu phủ đình. đình quá. Mày tặng mất cái tiền đó là Rồi em tắt mic đi. Ngồi học mà ôn quá. Rồi bây giờ cô xem câu này mấy bàn sái nào. Có 20 của mấy bàn sái nào. Mình có 3 bàn sái. Trong đó Cáo Tráng, Nguyễn Hoai và Giá Phụ. Nhớ cho câu này. Cứ khi nào ta thấy có một cái trợ động từ đứng đầu câu kết thúc bằng một dấu chấm thì chỉ có duy nhất đó là trợ động từ ở dạng phủ định nhá, chỉ có duy nhất từ đốt. Ở đấy mà dùng từ can hay là từ đứt đinh hay là từ sút đinh đều tuyệt đối không được, đều tuyệt đối không được. Cứ cái có trợ động từ phủ định đầu tiên
thì chỉ duy nhất từ đốn là có thể thực hiện được. Và cấu có biểu hiện như thế ta gọi là cấu mệnh lệnh phủ định. Cấu mệnh lệnh phủ định. Còn ở đấy cái này có từ đú, ở đấy có từ đú thì nó cũng không làm được đấy. Muốn chuyển cấu mệnh lệnh khẳng định thì ta vứt từ đốn này đi, mà ta viết bắt đầu bằng động từ nguyên thể chứ không phải là trợ động từ, nên động từ nguyên thể luôn, nên ta không được dùng từ đú đấy, không được dùng từ đứt đấy. Đó. Nên là khi cấu mệnh lệnh có hai dạng, mệnh lệnh khẳng định thì bắt đầu bằng động từ nguyên thể, còn mệnh lệnh phủ định bắt đầu bằng đốn. Không bao giờ có shouldn't đầu tiên, không bao giờ có can đầu tiên, không bao giờ có may not hay là will not chi đầu tiên mà bắt đầu kết thúc bằng dấu chấm cả, tuyệt đối không. Nên khi nào ta thấy có một loạt trợ động từ ở dạng phủ định sau đó bắt đầu bằng động từ nguyên thể thì chỉ duy nhất chọn cho cấu từ đốn. Cái này rất dễ nhận diện. Và khi hỏi đó là cái gì thì ta hỏi là đó là dạng cấu mệnh lệnh phủ định. Câu số 21. Mời bạn câu 21, mời bạn Hải á. Em chọn đáp án nào. Máy rất là mệt, Hải á nói được hay. Rồi. Mời bạn Hữu Thụy, em chọn đáp án nào. Thực khổ có 21 điểm cho anh cứu vậy À, đáp án gì? Em chưa vào đấu để mà cho đáp án gì? cái gì mà khổ À, khổ collect something for someone đúng không? Collect ở đấy là thu nhặt. Hay là tập kết. Bạn cùng lớp của tôi đang sưu tầm thu nhặt cả cái đang đang góp, quyên góp các sách đồ ảo cho trẻ em đường phố. Quyên góp trong trường hợp ta dịch là quyên góp, sưu tầm quyên góp. Câu số 22, câu số 22 là không kịp nữa, không kịp để lại chuyển sang cô Thảo trừ buổi tiếp. Câu 22, câu 22 mời bạn Phương Thảo, em chọn là bạn nào. Được rồi, em cho nó bánh xe. Rồi, đáp án C. Bây giờ câu hỏi đáp án B, tại sao không chọn? Thưa cậu là thứ em nghĩ là thứ bà thì không đựng đau cậu. Đúng rồi, thứ bất tuyệt đối không bao giờ đứng đầu cấu, nó phải xuất hiện ở mệnh đề sau. Tại sao không chọn despite? Despite thì còn với một cụm từ. Đúng rồi, sau despite còn với cụm từ, nó băng nghĩa về ôn dâu nhưng sau nó còn cụm từ. Mà đấy là mệnh đề nên không thể dùng despite. Tại sao không dùng because? Because Nghe là thì tượng cái mệnh đề chỉ gì? chị lý do À, chỉ lý do. Con ôn dâu dung để đổi hai mệnh đề như thế nào? mình đây độ Đổi là phải ngược nhau về trường nghĩa. Mặc dù anh ấy tiêu nhiều tiền, vậy ở đấy là tiêu nhiều tiền này, một bên đây là không thành công này, vậy hai cái mệnh đề này nó đối lập với nhau. Mà hai mệnh đề đối lập với nhau thì ta chọn là ôn dâu. Còn nếu mà because thì nó phải đứng trước mệnh đề chỉ nguyên nhân. Mặc dù anh ấy tiêu nhiều tiền cho bộ phim nhưng mà nó vẫn cứ không thành công. Câu số 23. Câu 23. Ta chữa câu này cuối cùng nhé. Còn để cuối chuyển sang cô Thảo. Câu 23. Câu 23 mời bạn à. Cuộc lắm. Anh cho nào bạn nào. chào đồ cô là chào cho cô B. À, câu B. Câu B vì sao? Vì có chủ đề gấu Rồi, từ đấy gấu là nhận biết thi nào? thì quá khứ hoàn thành Có không hoàn thành? à quá khứ ai tại Quên mất rồi lầm nè. Quên mất phần đi rồi nè. Rồi, một bàn khác cho đáp án. Mời bạn Phương Dũng. Em cho đáp thưa án. cô cho năm ăn à của Vì cái sao? thực tế ở gấu là thì ở quá khứ lớn À, mà có khứ đấy là chủ ngữ còn của cái gì? không vợ đồng thư tìm em đấy Hoặc là gì? hoặc là quý hoặc quý gòn của À, hoặc là bất bảo biệt. đồng tư À, cột thái của bảng động từ, đúng không? Con dạ. cột lấm ở đấy, từ dưng có vớ đấy mới còn vế tế này thì không đúng. Cái này sẽ xuất hiện trong trong cái chuyến đề tới đấy chúng ta được học. Trong hè có thể dạy. Đó là dạng cấu bị động.
Các bạn ạ, à, có bị đồng mới xuất hiện cái này. Bây giờ mới xuất hiện to be về VP2. Chứ tu thi quá khứ đơn không bao giờ có xuất hiện cái này đâu. Cái đáp án B này mà lắm này. Nên là quá đây là lắm vẫn chưa hiểu cái thi quá khứ đơn lắm đó. Về xem lại. Vậy nha, chúng ta chép lại bài này từ câu 1 đến câu 23. Câu 1 đến câu này thì chúng ta viết cả và khoanh tròn từ câu chỗ câu số 7 à, câu số 8 cho đến câu 23 thì ta viết chắc cái câu D rồi điền đáp án đúng vào gạch chấm là cho cô là được. Câu 24 25 là viết cả và không cần gạch chấm, tìm lỗi sai thì khoanh tròn lỗi sai sửa đằng sau ấy. Câu 26 27 chúng ta không cần viết A B C D đâu, viết cả gạch chấm dưới từ này và tìm từ đồng nghĩa thì viết đằng sau. Câu số 28 đến câu số 35 ta làm mà cảm thấy đúng rồi thì ta ghi cái câu đối với câu 28 thì 28 29 30 thì chúng ta viết cả cái câu D rồi câu đáp án đúng. Còn câu 31 cho đến câu 35 thì chỉ ghi cái câu kết quả đúng. Mà quay đọc thì thôi không cần phải ghi. Và chúng ta nộp bài này coi như là nhiệm vụ ở nhà của các bạn để bố xem và kiểm tra. Ok, tham dọc. Goodbye, see you again. Goodbye, teacher. Goodbye, teacher. Have a good night. Have a good day.